hé lộ nguyên nhân khiến Trần Đức Bo bỗng dưng bị xóa mất tài khoản TikTok. Sau loạt clip phản cảm trên mạng xã hội, Trần Đức Bo bất ngờ bị xóa tài khoản TikTok có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Trong bài đăng mới nhất của mình trên Instagram cá nhân, anh chàng mèo méo meo Trần Đức Bo đã trình bày tình cảnh đau lòng khi gặp phải sự cố không mong muốn ở tài khoản TikTok. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra với nhiều bình luận trái chiều từ phía cư dân mạng. Tiếp theo sau đó, trang cá nhân Facebook của anh chàng cũng vừa đăng bài kể khổ và tiết lộ nguyên nhân tài khoản TikTok bị xóa mất. Trần Đức Bo lo lắng thông báo với mọi người, không biết nên khóc hay cười trừ đây. Kênh TikTok của mình lại bị xóa nữa rồi mọi người ơi. Clip mình đăng lên mấy tháng gần đây hầu như là ăn mặc bình thường, có lúc sẽ mặc đồ con gái chứ không có hở hang hay vướt ve gợi cảm gì. Vậy mà liên tiếp rất nhiều clip em đăng lên bị xóa vì vi phạm hướng dẫn cộng đồng. Lâu lâu một vài lần thì mình có thể thông cảm nhưng cứ 10 clip đăng lên là 3-4 clip bị xóa rồi chặn thì em cũng bất lực luôn. Theo như những gì Trần Đức Bo tiết lộ thì rất có thể tài khoản bị xóa là vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do ăn mặc hở hang và có phần phản cảm. Tuy nhiên, những nội dung thời gian gần đây Trần Đức Bo đăng tải lại không hề phạm phải những tiêu chuẩn này. Rất có thể do những ấn tượng không tốt đẹp trước đây mà tài khoản của anh chàng bị cắm cờ và có kết quả này. Anh chàng chia sẻ thêm, hết hạ xếp hạng tài khoản, bóc tương tác, xóa clip, chặn tài khoản 3 ngày. 7 ngày vừa xong là chặn thêm 7 ngày nữa, và cũng nhiều lần tài khoản của Trần Đức Bo bị chặn như thế mà không rõ nguyên nhân. Mất tài khoản 1,4 triệu lượt theo dõi em không tiếc đâu. Thực lòng ấy, cái em tiếc là những video kỷ niệm lưu giữ trong đó vì đã từng có khoảng thời gian em hồn nhiên vô tư đến như vậy. Bây giờ em già lắm, khó chịu lắm, nên muốn lục lại những video đó để xem, để nhìn lại con người của mình lúc trước cũng không được nữa rồi. Trần Đức Bo buồn bã giải bày cùng icon mèo con khóc rướt mướt. Anh chàng cũng cho biết nếu sau lần này không lấy lại được tài khoản thì sẽ bỏ cuộc và tập trung vào các trang mạng xã hội khác. Trần Đức Bo tự nhận mình đi lên từ hai bàn tay trắng và không được ai nâng đỡ nên giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ở cuối bài, anh chàng cũng có ẩn ý trách móc rằng dường như có ai đó đang cố ý phá mình vì việc anh bị cảnh cáo xóa tài khoản diễn ra rất nhiều lần dù đã cố gắng không vi phạm tiêu chuẩn nào. Trần Đức Bo được mệnh danh là ông Hoàng Thị Phi khi liên tiếp có những hành động quá lố trên mạng xã hội. Điển hình là anh chàng rất thích giả gái rồi chụp nhiều loạt ảnh hớ hình, đôi khi là phản cảm. Tuy nhiên, nhiều người lại xem đây là hành động giải trí và có không ít người ủng hộ cũng như hâm mộ Trần Đức Bo. Sự ủng hộ lệch lạc này ngày càng khiến Trần Đức Bo tự tin thể hiện mình và đăng tải nhiều bộ ảnh chấn động. Cũng chính vì lẽ đó mà đã khá nhiều lần, tài khoản riêng của anh chàng bị bay màu. Mới đây, tiếp tục là một sự cố không mong muốn đến với Đức Bo khi kênh TikTok 1,4 triệu lượt theo dõi bỗng biến mất sau một đêm. Trong những bài đăng phản cảm mới đây, hiện tượng mạng sinh năm 1999 đã gây sốc khi diện trang phục áo tắm ngắn cũn cỡn và tạo dáng từ thùng rác cho đến đường phố. Hoang mang hơn, chàng trai còn già làm xác chết lăn đùng ra đường khiến nhiều người không nhịn được cười, vừa cảm thấy phản cảm. Bên dưới bình luận, vô số gạch đá đã hướng về Trần Đức Bo nhưng xem ra anh chàng vẫn bình chân như vậy và ngày càng tạo thêm nhiều bộ ảnh thị phi. Trông mắc cười thật, nhưng kiểu này thì hơi lố. Ghê quá, thật không chấp nhận nổi. Thủy thủ mặt trăng hay gì? Bạn muốn truyền tải thông điệp yêu môi trường hay sao mà nằm bên thùng rác? Ai đưa bạn này về hành tinh của bản với? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không thể tin được mà. Chưa kể trước đó, hiện tượng mạng họ Trần lại gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh chụp ở công trường với cách tạo dáng lăn lê bò lết trên nền đất bẩn khiến dân mạng chỉ biết thở dài ngao ngán. Đính kèm khoảnh khắc, Đức Bo viết, mấy anh trai ơi, nhanh chân cưới bé mèo về đi. Cưới em rồi mấy anh chỉ cần ở nhà ăn ngủ thôi, mọi thứ còn lại để em lo. Người phụ nữ của năm 2021. Dù khóc lóc là vậy, nhưng trên trang cá nhân, Đức Bo vẫn thoải mái tương tác với những bình luận chỉ trích mình. Trước đó, hiện tượng mạng sinh năm 1999 từng khiến nhiều người hoang mang. Khi tự nhận mình giống hệt ca sĩ Jennie của nhóm Blackpink hay những phát ngôn theo kiểu bất chấp để được nổi tiếng như tôi khoe thân như không khoe dơ. Tôi nổi lên nhờ làm trò lố lăng không có nghĩa là tôi tai tiếng.